chào cô và các bạn. Em tên là Phan Hoài Nam. Sau đây em xin đại diện nhóm 7 lên thuyết trình về chủ đề của nhóm mình. Cuộc sống ngày nay càng phát triển, con người không xô bồ theo. Tết trong tâm niệm của mỗi người là dịp để gia đình sum vầy. Tuy nhiên ngày nay quan niệm đó không còn sâu sắc như trước nữa. Chủ đề của nhóm em là Tết xưa vào nay. Ngày xưa dù bận rộn đến mấy, nghèo khó đến mấy, thì mỗi khi Tết đến xuân về, nhà nhà đều sẽ đi sắm sửa câu lưới đỏ với ý nghĩa cầu cho một năm mới an khang, mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Nếu vào mỗi Tết xưa mọi người đều đổ xô đi xin chữ ông đồ, thì ngày nay còn một số gia đình giữ lại nét đặc sắc này thôi. Thay vào đó, mọi người thường tập trung lại trước TV để cùng nhau xem táo quân, có thể như đây là một dấu hiệu mỗi khi Tết đến xuân về. Ngày xưa người ta chỉ cần cành đào, cành mai, chậu quất nhỏ để trưng nhà dịp Tết, còn ngày nay đủ loại trái độc lạ như phật thủ, xoài được quý, bưởi tài lộc, lê nhân sâm và rất nhiều các cây trái khác được mọi người lựa chọn để vào trong nhà. Tết đến xuân về thì nhà nhà không thể thiếu bánh trưng được. Bánh trưng là nét đẹp độc đáo trong ẩm thực cổ truyền của Việt Nam. Gói bánh trưng ngày Tết là một văn hóa đẹp truyền thống không bao giờ thay đổi được. Tết xưa cả gia đình quay quần cùng gói bánh trưng bên nhau. Nếu ngày xưa chỉ có thể đợi đến Tết mới được các bà mẹ cho ngồi canh được bánh trưng, thì ngày nay các gia đình thường chọn đặt mua bánh ở ngoài vì tiện, và bánh cũng đã được cách tân với nhiều kiểu khác nhau, khiến cho bánh trưng tưởng chừng như quen thuộc lại trở nên thật khác lạ. Tết xưa dân dã giản dị với những hộp mứt Tết đơn giản, không quá cầu kỳ. Hộp đựng mứt làm bằng bìa cắt tông đều gói ghém đơn sơ, bên trong có chút ít mứt bí, mứt dừa, mứt lạc hay quả táo tàu, vốn được coi là hàng cao cấp, hàng sang từ bao cấp. Đối với mứt Tết xưa, nếu chỉ đơn giản là một số loại cơ bản, thì ngày nay đã có rất nhiều loại khác như mứt hồng, mứt dâu, mứt cam, mứt kiwi để khách hàng có thể lựa chọn tùy theo sở thích và nhu cầu cá nhân của mỗi nhà, mỗi người. Những hộp mứt Tết cũng được cách điệu ngày càng sang trọng. Nhiều gia đình còn lựa chọn làm mứt Tết tại nhà để đảm bảo an toàn, độ ngon miệng cũng như màu sắc đẹp mắt. Phải chăng Tết nay còn đậm đà như Tết xưa nữa không? Bên cạnh những thay đổi như phong tục gói bánh chưng ngày Tết, thay vì cả nhà quay quần gói bánh chưng thì nay người ta chọn cách đi mua, ngay cả việc xin chữ đầu năm. Tết xưa đó là phong tục của người dân Việt Nam, người người đi xin chữ, nhà nhà đi xin chữ để lấy may, thì nay cũng đã bị mai một, tuy vẫn còn được lưu truyền nhưng qua hình thức thương mại hóa. Tết xưa để cầu mong một năm sung túc no đủ, người ta thường trưng cây nêu, cây đối đỏ, câu đối đỏ hay trưng cây đào, cây mai, thì Tết nay đã được hiện đại hóa. Thay vì những cây mang ý nghĩa tượng trưng, thì nay người dân đã hiện thực hóa hình ảnh như bưởi hình thỏi vàng, dưa hấu vuông để làm rõ hơn ý nghĩa của chúng. Trước sự thay đổi của cuộc sống hiện tại và ngày nay, để giữ được nét đẹp của phong tục ngày Tết cổ truyền, chúng ta có thể tổ chức những ngày lễ hội có lồng ghép các trò chơi dân gian thu hút sự chú ý của mọi người, giúp mọi người chú ý đến và nhớ lại những phong tục tập quán ngày xưa. Hay tổ chức các gian hàng trưng bày, tổ chức các cuộc thi gói bánh, viết câu đối có thể cảm hứng cho mọi người để không làm lung mờ đi nét đẹp của ngày Tết cổ. Tết là dịp quan trọng để gia đình sum vầy, quây quần bên nhau, cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, mong một năm mới bình an. Phần thuyết trình của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn cô và mọi người đã dành thời gian lắng nghe và thuyết trình của nhóm.